Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy học của Video Phúc Anh. Sau đây là bài hướng dẫn cách thay đổi nội dung text bằng keyframe. Thì mình sẽ bật cho các bạn xem một cái mẫu text mà mình đã tạo ra sẵn. Các bạn quan sát trên khung hiển thị. Bây giờ mình sẽ flash cho các bạn xem. Rồi các bạn nhận thấy rằng là mình chỉ có một phần tử text duy nhất thôi. Nhưng mà bên trong này mình đã nhồi nhét được rất là nhiều cái nội dung khác nhau vào. Cũng như là có cái cờ chữ này, các cái phông chữ khác nhau này. Đấy. Thì đấy chính là cái kết quả của việc thay đổi nội dung text bằng keyframe. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái hiệu ứng này. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở một bàn làm việc mới lên. Các bạn lưu ý rằng cái phần đầu track này, các bạn kéo cho nó ra cái bên ngoài này nhá, quá giữa, nó nằm ở dưới cái phần khung hiển thị đấy, để lát nữa nó không bị che khuất bởi một cái tấm bảng ở bên này đấy. Thì cái đó là cái lưu ý. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift Q để tạo cho mình một cái track video. Sau đó các bạn chèn text bằng cách nhấn chuột phải vào vùng trống và chọn Insert Text Media. Đấy, thì khi cái bảng này hiện ra ấy, thì cái chữ của chúng ta nó không bị cái bảng này che khuất. Đấy, hoặc là các bạn có thể dẹp cái bảng nó sang bên một bên như của mình đây, để mình quan sát được phía bên này. Đấy, bên này mình có thể nới rộng không gian ra bằng cách lăn chuột để quan sát cho nó dễ. Các bạn tiến hành sửa chữ như bình thường. Ví dụ mình để cái nội dung ở đây là xin chào các bạn cho cái câu đầu tiên nhé. Các bạn có thể chỉnh sửa màu sắc và hiệu ứng viền. Đấy, vị trí. Rồi. Các bạn quan sát trên màn hình hiển thị là mình đã chèn được một cái chữ là xin chào các bạn. Bây giờ nếu các bạn muốn chèn thêm những cái nội dung chữ khác trên cùng cái text này thì các bạn phải làm như sau. Các bạn phải nhấp vào cái biểu tượng hình đồng hồ này, Animate. Nhấp vào đây để cho nó mở cái phần timeline ra. Thì cái phần timeline của mình nó bị ẩn bên dưới rồi. Bây giờ mình sẽ kéo nó lên cho các bạn nhìn cho rõ. Đây chính là cái phần timeline. Tiếp theo các bạn sẽ phải nhấn vào cái biểu tượng hình ổ khóa ở dưới này. Ví dụ nó đang ở trạng thái trắng thì các bạn phải nhấn vào cho nó chìm giống như của mình. Đấy. Mục đích là để khi mà mình kéo cái kim thời gian bên trong này thì cái kim thời gian bên ngoài đây nó sẽ chạy theo. Đây mình kéo nó chạy theo để mình quan sát hiệu ứng theo thời gian thực. Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích cơ chế. Trong phần timeline nó có một con keyframe và luôn luôn có một con keyframe. Và con keyframe này hiện tại đang lưu cái nội dung là xin chào các bạn. Bây giờ nếu các bạn muốn tạo ra nội dung mới, các bạn sẽ kéo kim thời gian đến cái vị trí sau nó. Ví dụ ở đây là 1 giây 06. Hoặc là các bạn có thể quan sát trên cái thước thời gian ở đây, đây là 2 giây, ở giữa đây là xấp xỉ khoảng 1 giây. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một con keyframe mới bằng cách thay đổi nội dung. Bôi đen cái nội dung đã có. Chúng ta gõ vào nội dung mới là tôi tên là, chẳng hạn tôi tên là. Đấy. Thì sau khi gõ các bạn thấy nó tự động tạo ra một con keyframe. Mình tiếp tục kéo kim thời gian đến phía sau và mình xóa cái nội dung cũ. Mình gõ. Rồi tiếp tục mình sẽ kéo và mình gõ. Rồi mình kéo. Ồ thì kéo đến đây thì nó không cho mình kéo nó rồi. Bởi vì là cái text nó có 5 giây thôi. Bây giờ mình sẽ làm cho cái text dài ra bằng cách đưa chuột vào trong cái cạnh phải của cái phần tử text. Khi nào nó xuất hiện biểu tượng hình ô vuông với dấu mũi tên hai chiều, các bạn sẽ nhấn vào giữ chuột trái kéo dài nó ra. Sau đó các bạn phải nhấp vào cái biểu tượng này, Mat Even Len. Đã nhấp vào biểu tượng này thì cái không gian nó mới được nới rộng ra. Bây giờ các bạn có thể chèn thêm những con keyframe khác vào. Rồi bây giờ mình sẽ chèn thêm một con keyframe khác.
Đấy, mới gặp mà đã đòi hẹn gặp lại rồi đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt đi nhá. Mình sẽ flash cho các bạn xem. Còn nếu các bạn muốn chèn thêm cái nội dung về phía sau thì các bạn làm theo cách tương tự. Xin chào các bạn. Tôi tên là Dương Khắc Tuấn Anh. Rất vui được gặp các bạn. Ok, hẹn gặp lại. Thì các bạn nhận thấy rằng cái chữ rất vui được gặp các bạn nó nhanh quá, nó mất nhanh quá. Bởi vì cái chữ ok hẹn gặp lại nó xuất hiện sớm quá. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh nó như sau. Nhấp vào biểu tượng này. Bây giờ chúng ta chỉ việc kéo cái con keyframe ok hẹn gặp lại ra xa một chút, tức là để cho nó xuất hiện chậm một chút. Thì cái này rất vui được gặp các bạn nó sẽ có thêm thời gian. Bây giờ mình sẽ fly lại nhé. Xin chào các bạn. Tôi tên là Dương Khắc Tuấn Anh. Rất vui được gặp các bạn. Đấy, tha hồ mà chờ luôn. Rồi, ok, hẹn gặp lại. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái cách di chuyển con keyframe. Đó là các bạn chỉ việc đưa con chuột vào cái hạt keyframe. Đấy. Nhấn và giữ chuột trái, sau đó kéo qua kéo lại. Kéo đến cái vị trí các bạn cần. Còn nếu mà các bạn muốn kéo một loạt luôn thì các bạn sẽ nhấp chuột trái vào con keyframe đầu tiên các bạn muốn kéo, sau đó các bạn giữ nút shift. Nút shift là phím này nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp chuột trái vào nó một lần nữa để cho nó sáng lên. Đấy. Có nghĩa là nhấp chuột trái vào nó, giữ shift, sau lại tiếp tục nhấp chuột trái vào nó. Sau đó lại nhấp chuột trái vào con cuối cùng thì nó sẽ bôi sáng cả một dãy mình chọn đây. Đấy. Lúc này mình chỉ việc cầm vào một con và mình kéo thì những con còn lại nó sẽ đi theo. Các bạn lưu ý điều này nhé. Còn ví dụ các bạn không không muốn dùng một con keyframe nào đó thì các bạn có thể xóa nó bằng cách là nhấp chuột trái vào nó, giữ nút shift, nhấp chuột trái vào nó tiếp để cho nó sáng lên. Khi nó sáng lên thì tức là nó đang được chọn, thì mình nhấn chuột phải chọn delete, hoặc là nhấn phím delete trên bàn phím thì nó sẽ tự động xóa con keyframe đó. Đấy, thì đấy là cách di chuyển và cách xóa cái con keyframe. Rồi bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình tạm thời tắt cái này đi. Chẳng hạn như khi các bạn xem phim, các bạn lồng phụ đề, các bạn làm phụ đề cho phim, thì ở đây là mốc số 1, mốc số 2. Ví dụ các bạn nghe âm thanh, các bạn đánh đánh dấu được như vậy. Đấy, thì đánh dấu bằng phím M nhé. Thì bây giờ ví dụ như ở đầu tiên là xin chào các bạn rồi. Ở mốc số 1 mình muốn hiện cái chữ là tôi tên là. Ở mốc số 2 mình muốn hiện chữ là Dương Khắc Tuấn Anh. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh như sau. Các bạn vào cái media, generated media này. Đấy. Các bạn nhấp vào kim số 1. Đấy. Thì các bạn sẽ kéo cái hạt này này, cái hạt lưu cái nội dung là tôi tên là đó về đây. Thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên đây. Rồi, tiếp tục các bạn nhấp vào kim số 2. Các bạn sẽ kéo cái hạt lưu nội dung là Dương Khắc Tuấn Anh vào đây. Thì bây giờ chúng ta flash thử. Thì đây, tôi tên là Dương Khắc Tuấn Anh. Đấy, nó hiện chính xác luôn, hiện chính xác theo cái lời thoại luôn. Thì đấy chính là cách để mình chèn cái phụ đề cho nó được chính xác. Bây giờ mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của cái phương pháp này. Về cái ưu điểm á, thì nó có cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là khi mình vào đây, mình đổi màu. Mình đổi màu á, thì nó sẽ khi mình đổi màu một cái bất kỳ thì những cái khác nó cũng sẽ được đổi màu theo. Đó, thì đổi màu rất là nhanh. Cái thứ hai là mình di chuyển vị trí, khi mình di chuyển một anh bất kỳ thì những anh khác nó cũng sẽ được di chuyển theo. Rồi, tất nhiên là nó cũng có nhược điểm. Thứ nhất là hiệu ứng nghèo nàn. Các bạn chỉ thấy nó hiện lên xong nó biến mất, hiện lên, biến mất. Không có gì cả, không có transition nào cả. Rồi, cái thứ hai là cái vị trí của nó cố định nên là mình chỉ có thể dùng để làm phụ đề được thôi. Đấy, ví dụ chữ tôi tên là ở bên trên. Bây giờ cái chữ Dương Khắc Tuấn Anh thì mình các bạn muốn bỏ xuống dưới thì cũng được nhưng mà rất khó và rất tốn thời gian. Đấy, cho nên là cái này chỉ thích hợp để làm phụ đề mà thôi. Rồi, còn một cái vấn đề cuối cùng, còn một vấn đề cuối cùng. Đó là cái con keyframe trống. Thì ví dụ như ở đây là cái mốc số 2 đúng không? Mốc số 2 là Dương Khắc Tuấn Anh. Nếu các bạn xóa cái nội dung này đi. Các bạn xóa cái nội dung này đi. Thì khi cái kim thời gian nó chạy, đây các bạn nhìn này, xin chào các bạn. Tôi tên là, thì khi đụng đến cái con keyframe trống đó
cái con keyframe mà không có nội dung đó thì nó sẽ không hiển thị được nội dung lên trên đây. Đấy. Thì các bạn lưu ý điều này. Để mà đấy, khi mà nó đụng đến con keyframe có nội dung thì nó lại hiển thị lên trên này. Để mà mình sẽ ghép những cái chữ nó phù hợp. Ví dụ như là cái chữ rất vui được gặp các bạn, nó xuất hiện từ đây chẳng hạn. Và mình muốn nó đến đây để kết thúc thôi, chứ đừng có dài ra nữa. Thì mình có thể, một là mình cắt cái text đến đây. Đấy, cắt cái text đến đây. Đấy. Hai á, là mình sẽ đặt một con keyframe trống ở đây bằng cách là xóa cái nội dung này đi. Đấy, nhấn Enter thì nó sẽ tạo ra một con keyframe trống. Đấy. Rồi, thì đó chính là cái video hướng dẫn thay đổi nội dung text bằng keyframe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Video Phúc Anh.